Đó, ngày hôm nay nhà mình có một số bạn bè đến chơi. Thì ngày hôm nay tụi mình lại quay lại cái miếng đất của nhà mình. Và mình quay từ xa cho cả nhà thấy. Tại vì thực sự là ở gần thì nó rất là ồn. Tại vì tụi mình có mở nhạc. Anh bạn của mình tên là Charlie thì cũng đang chắc là quay flycam. Anh có đầu tư một quả flycam hơi bị chất lượng, giá lên tới 3.000 đô la Mỹ. Đó, ngày hôm nay thời tiết cũng rất là tuyệt vời. Đó, người Mỹ họ không có sợ nắng, họ rất là thích cuộc sống vùng hoang dã, thôn quê như thế này, tự nhiên như thế này, thiên nhiên như thế này và với lại barbecue. Đó, có một em bé cưng không? Bé này cưng luôn. Đó, con của bé dễ thương không? Đang ngồi coi chú Charlie chạy flycam. Yeah. Coi bà chó kìa, coi bà chó kìa. Fun, very fun. Và bây giờ là tới màn bắn súng. Đó, cả nhà thấy không? Ngoài hôm thời tiết rất là đẹp. Những người yêu bộ môn bắn súng. Đó, anh xã của mình nói rằng là mua miếng đất này phải tìm cái miếng đất nào rộng để mà có thể bắn súng được. Đó là trước khi mà dự định mua đất thì anh ta nói ra như vậy. Và đúng là như vậy. Và bây giờ sẽ có rất nhiều bạn bè đến đây để bắn súng trong khu vườn nhà mình. Boy, hey, 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 boy, hey. Fun. Bây giờ đến lượt Charlie.
for a day. Ready? Everyone loud. Oh my god. Hey GM. Yeah. Super. Look. Watch. Ready? Boom. Oh no. Hey, you want to come with me? Yeah. Come here. Good shooting. Yeah, you're like a blacksmith hitting an anvil. Right? Ping, ping, ping. Ping, ping. Ready to do the shotgun? Sure. Hey, honestly, that's what I learned. Boy, fun! Bây giờ là hơn 6 giờ rồi cả nhà ơi, chuẩn bị sẽ đi về nhà thôi. Bây giờ là 6 giờ, vậy là ngày hôm nay tụi mình có một ngày rất là vui vẻ. Đó, cái hướng này là mặt trời lạnh nè. Và thời tiết ngày hôm nay cũng rất là tuyệt vời. Đó, một buổi chiều mà ngồi ở bên chỗ ngoài này. Sau này chỗ này tụi mình sẽ làm một cái gọi là cái patio. Thì sẽ có cái mái che nữa, nhưng bây giờ trước mắt thì tạm thời sẽ là như vậy. Đó, cả nhà thấy không? Buổi chiều nắng vàng nhạt. Rất là yên tĩnh. Nói riết rồi nói nhiều luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Chúc cho cả nhà có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau.